cho một tấm nào. Trang thì mới là đầu tiên tham dự SEA Games thôi, thì không biết là em có bị cảm thấy ngộp không trước cái không khí tuyệt vời của đại tướng Gia Lâm? Thì Mỹ Hạnh cảm thấy thế nào, có cái sự khác biệt nào không so với tấm huy chương vàng của SEA Games 30 và SEA Games 31? Đối với em thì tấm huy chương này là bằng những cái nỗ lực của em ạ, và kỳ trước và em cũng cố gắng cái